Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tâm điểm trong tuần vừa qua là quyết định hạ các lãi suất điều hành chủ chốt của Ngân hàng Nhà nước. Các thành viên thị trường đón nhận quyết định này như thế nào? Giảm lãi suất huy động có làm giảm nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng, có ảnh hưởng tới tình hình thanh khoản của hệ thống các ngân hàng thương mại hay không? Lãi suất huy động giảm và đến bao giờ thì lãi suất cho vay doanh nghiệp mới giảm xuống thấp, mới kích thích được nhu cầu tín dụng? Đây sẽ là những nội dung chính trong chuyên đề Tạp chí Ngân hàng số tuần này. Nhưng trước hết, xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin nổi bật về hoạt động của ngành ngân hàng trong tuần vừa qua. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2013/TT-NHNN. Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ đến ngày 1 tháng 4 năm 2015. Trong quá trình thực hiện này, các ngân hàng phải đáp ứng được quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, bao gồm cả tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay chung, dài hạn, trong trường hợp cơ cấu lại khoản nợ ngắn hạn để thành khoản nợ chung và dài hạn. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2014 đến ngày 1 tháng 4 năm 2015. Thông tư 09 cũng bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản và đảm bảo phù hợp với giá trị thị trường khi tính số tiền phải trích lập dự phòng cụ thể. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo thống kê của ngân hàng, tỷ lệ vốn của các tổ chức tín dụng đang sở hữu nhau hiện nay ở vào mức khoảng 6% tổng vốn điều lệ ở các ngân hàng. Con số này không phải là lớn. Vấn đề sở hữu chéo ở các ngân hàng là điều tất yếu trong nền kinh tế trên thế giới. Ngân hàng này có cổ phần ở ngân hàng khác là điều bình thường. Tuy nhiên, vấn đề là ở mức độ như thế nào để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang rất tích cực xử lý vấn đề sở hữu chéo tại các ngân hàng và có các giải pháp đảm bảo ổn định. Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã tiếp và làm việc với tỉnh An Giang. Phát biểu tại buổi tiếp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhận định, lạm phát năm 2014 sẽ ở vào khoảng 6%, mặt bằng lãi suất có nhiều khả năng sẽ ở mức như hiện nay. Nếu có điều kiện thì các tổ chức tín dụng sẽ giảm tiếp, nhưng có lẽ sẽ chỉ giảm thêm từ 1-2%. Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ra quyết định đồng loạt giảm các mức lãi suất chủ chốt kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2014. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,2% một năm xuống còn 1% một năm. Trần lãi suất đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7% một năm xuống 6% một năm. Mức trần lãi suất này tại Quỹ Tín dụng Nhân dân, Tổ chức Tài chính vi mô giảm từ 7,5% một năm xuống 6,5% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tiếp tục được ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 7% một năm xuống 6,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu từ 5% một năm xuống 4,5% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng từ mức 8% một năm xuống 7,5% một năm. Ngân hàng Nhà nước cũng quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 9% một năm xuống còn 8% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 10% một năm xuống 9% một năm. Ngoài ra, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú, trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 0,25% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân giảm từ 1,25% một năm xuống còn 1% một năm. Sau 9 tháng giữ trần lãi suất huy động ở mức ổn định 7%, thì đến ngày 18 tháng 3 vừa qua, mức trần lãi suất với kỳ hạn dưới 6 tháng đã được giảm thêm 1%. Con số này không phải là quá lớn và đột ngột, nhưng sau 9 lần thực hiện cắt giảm lãi suất huy động, thì vẫn còn khá nhiều ý kiến nghi ngại về khả năng dịch chuyển tiền từ các ngân hàng sang các kênh đầu tư khác
khi mà sức hút của tiền đồng có thể sẽ giảm đi ít nhiều. Với 100 triệu đồng đang gửi tiết kiệm ngân hàng, khi biết tin trần lãi suất huy động Việt Nam đồng giảm xuống còn 6%, chị Vũ Thu Trang, Thanh Xuân, Hà Nội cảm thấy rất bình thường, bởi theo chị, mức độ giảm này vẫn đang trong tầm chấp nhận được. Thì theo quan điểm của tôi thì cái việc mà giảm lãi suất lại giảm 1% đối với cái tiền gửi lãi suất của ngân hàng bây giờ cũng không quan trọng. Vì cái số tiền tôi đang gửi là 100 triệu thì giảm được 1 triệu thì thấy là nó cũng không đáng kể gì. Với cái kênh gửi tiền tại ngân hàng bây giờ là khá an toàn. Thế cho nên là cái việc mà giảm 1% về lãi suất thì thực tế đối với tôi là không quan trọng. Đồng quan điểm với chị Trang, nhiều khách hàng khi được hỏi cũng cho rằng lãi suất tiết kiệm hiện nay không hề cao. Nhưng nếu so với các kênh đầu tư hấp dẫn khác thì đây vẫn là lựa chọn tốt nhất bởi hai yếu tố: an toàn và sinh lời. Thì mình thì là đối với mình thì là mình là một người như làm công ăn lương bình thường thôi. Thì thực ra là hiện tại thì có rất là nhiều kênh để có thể đầu tư cái tiền nhàn rỗi như là chứng khoán rồi vàng, bất động sản. Như theo mình thì hiện tại đối với trong những thị trường tài chính hiện tại thì với mức lãi suất là 6% như hiện tại thì vẫn là một kênh đầu tư tương đối an toàn đối với những người làm công như mình. Tuy nhiên là gửi ngân hàng thì vẫn là một kênh theo mình là vẫn đầu tư an toàn nhất hiện tại. Mặc dù là lãi suất huy động bây giờ nó còn xuống còn 1% hoặc 1% còn 6% đấy, nhưng mà mình vẫn muốn đầu tư ở đây và có thể đầu tư thêm ở ngoài đấy, bởi vì gửi ngân hàng nhiều lúc cảm giác nó an toàn, cảm giác nó tin tưởng hơn. Tất nhiên cho đến thời điểm hiện tại cũng chưa có một số liệu nào cụ thể được đưa ra chứng minh sự dịch chuyển từ tiền gửi Việt Nam đồng sang ngoại tệ hay các kênh đầu tư khác. Điều này cho thấy niềm tin của người dân vào Việt Nam đồng vẫn rất lớn, cho dù lãi suất đã giảm mạnh. Tuy nhiên còn quá sớm để có thể vui mừng khi mà tâm lý của người gửi tiền vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cho đến giờ này thì chúng tôi chưa có thấy một cái dấu hiệu là nó có một cái sự chuyển dịch dòng tiền từ ngân hàng sang các kênh đầu tư khác cho đến ngày hôm nay. Thì chúng ta biết là cái quyết định mới được thông báo ngày hôm qua thôi, thì tại thời điểm này chúng tôi chưa thấy có cái sự chuyển dịch. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể loại trừ có một cái sự chuyển dịch trong thời gian tới. Khi mà những cái dao động về tâm lý hiện tại thì đối với những người gửi tiền thì hiện tại nó cũng là một cái biến cố, nó có thể tác dụng đến tâm lý của người gửi tiền. Nhưng mà nếu mà cái tâm lý của người gửi tiền nó mà càng ngày nó càng nóng hơn, nó sôi động hơn thì có thể nó đưa đến cái vấn đề ảnh hưởng tới cái dòng tiền của các ngân hàng. Tùy vào cái người gửi tiền với cái lượng tiền gửi như thế nào. Với những người gửi tiền với cái số tiền gửi nhỏ và họ dùng tài khoản như là một cái tài khoản vãng lai, tài khoản để thanh toán, thì cái vấn đề mà giảm lãi suất không phải là cái vấn đề lớn. Thế nhưng mà những người mà gửi tiền lớn với cái số tiền lớn và để trong một cái thời hạn lâu, ít nhất là 6 tháng, thì cái vấn đề mà giảm lãi suất huy động có thể tác động đến cái tâm lý của họ và có thể kích thích họ tìm những cái kênh đầu tư nào ngoài tiền gửi ngân hàng để có thể gửi tiền vào đó để sinh lời cao. Rõ ràng, việc giảm lãi suất sẽ phần nào ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của mình. Tuy nhiên, nếu mỗi các ngân hàng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thì việc đảm bảo thanh khoản toàn hệ thống là hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã 9 lần giảm lãi suất huy động, nhưng tâm lý của người dân vẫn tương đối ổn định. Hiện tượng rút tiền, chuyển đổi sang các kênh khác gần như không có nhiều. Điều này một lần nữa chứng minh được sự đúng đắn của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách lãi suất. Tuy nhiên, trước những biến động liên tục của nền kinh tế vĩ mô, thì các cơ quan chức năng vẫn cần thận trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Lãi suất huy động giảm thấp là nguyên nhân khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Thế nhưng, theo nhiều ngân hàng thương mại cho biết, thì huy động vốn vẫn không ảnh hưởng nhiều, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kỳ hạn dài hơn. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về tình trạng này. Thực tế là không phải chờ đến khi Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chính thức, mà trước đó nhiều ngân hàng đã dẫn đầu làn sóng giảm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng xuống mức thấp hơn 7% một năm. Đại diện của hầu hết ngân hàng thương mại đều cho rằng, trong mấy tháng gần đây, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động cao hơn tăng trưởng tín dụng. Do vậy, việc điều chỉnh giảm lãi suất lúc này là hợp lý để các ngân hàng có thể cân bằng được nguồn vốn huy động và cho vay. Hầu hết ngân hàng đều có phương án cho việc điều chỉnh hạ lãi suất lần này. Với cái dự báo dấu hiệu giảm lãi suất như vậy thì liên tục trong nửa tháng vừa rồi thì nguồn tiền gửi kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên tăng rất nhanh, rất mạnh. Như vậy là dân chúng đã dự báo rằng là những khi với hạ lãi suất như thế thì như vậy họ nên gửi tiền dài hạn. Như vậy trong báo cáo là trong nửa tháng vừa rồi là tiền gửi dài hạn tăng lên.
đối với IDB thì chúng tôi cho rằng là với những biện pháp hạ suất này thì mức độ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng huy động vốn chúng tôi có mức độ giảm nhưng không nhiều, mà vẫn duy trì được đảm bảo chúng tôi huy động đủ nguồn để đáp ứng tốc độ tăng trưởng huy động. Và từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi tăng trưởng huy động là 1,6%, trong đó huy động vốn là tăng hàng 2%, như vậy chúng tôi vẫn đảm bảo được là các hiệu quả sử dụng vốn. Làm phát giảm thanh khoản dư thừa nên quyết định giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước là hợp lý. Đồng quan điểm trên thì ông Hoàng Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Quản lý nguồn ngân hàng SCB cũng cho biết, đối với SCB tình hình huy động vốn vẫn ổn định, dù mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống hiện tại là 6%, còn kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn còn hấp dẫn đối với người gửi và có thể thỏa thuận được rủi ro thanh khoản của ngân hàng là hầu như không xảy ra. Cái quyết định giảm trần lãi suất của ngân hàng nhà nước thì hoàn toàn là phù hợp với lại cái hiện thực khách quan của thị trường. Và cái mức giảm 1% thì cũng sát với tình hình thị trường và các ngân hàng thương mại cũng như là người gửi tiền đón nhận cái thông tin giảm trần lãi suất này một cách nhẹ nhàng và hầu như là không có bất ngờ. Thành ra là theo chúng tôi thì cái việc mà dòng tiền chạy ra khỏi hệ thống thì nếu có thì nó cũng không đáng kể. Xu hướng giảm lãi suất hiện nay được xem là phù hợp với quy luật thị trường, giúp ngân hàng cân đối lại nguồn vốn và ổn định thanh khoản của mình, giảm bớt hiện tượng dư thừa thanh khoản như trước đây. Thế nhưng hạ trần lãi suất huy động xuống thấp, người gửi có rút vốn ra đầu tư vào các kênh khác như chứng khoán, vàng, bất động sản gây ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn của ngân hàng hay không cũng đang là vấn đề đang được quan tâm. Trong cái tình hình thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay cũng có nhiều cái khởi sắc như vậy, và người dân ấy cũng có những kênh đầu tư khác, cho nên nếu mà lãi suất mà giảm quá và cái tỷ lệ lạm phát thì vẫn duy trì ở cái mức tương đối cao thì đương nhiên là cái việc huy động vốn nó sẽ gặp khó khăn. Cho nên là trong cái tình hình như hiện nay, giai đoạn như hiện nay thì đang dồi dào về cái lượng tiền ở trong dân và trong ngân hàng, thì cái xu hướng giảm lãi suất sẽ là một cái xu hướng tất yếu, nhưng mà chúng tôi nghĩ là sẽ không nhiều. Như vậy có thể trong hiện tại, tình hình thanh khoản của các ngân hàng vẫn ổn định và đảm bảo huy động vốn đáp ứng đủ nhu cầu vay. Nhưng đợt giảm lãi suất lần này cũng có thể tạo nên sức ép cho các ngân hàng trong việc cạnh tranh hơn nữa để giữ chân và thu hút khách hàng. Động thái hạ lãi suất lần này của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cơ sở để giúp giảm thấp lãi suất cho vay dành cho doanh nghiệp. Trên thực tế, điều khiến các doanh nghiệp quan tâm lúc này là lãi suất huy động giảm, lãi suất cho vay bao giờ mới được giảm, giảm như thế nào và sẽ giảm trong bao lâu. Phóng sự sau sẽ là góc nhìn từ phía các doanh nghiệp. Thông điệp giảm trần lãi suất huy động và các lãi suất chủ chốt, tiền đề giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước mới đây đã được nhiều doanh nghiệp đón nhận hết sức tích cực với mong muốn. Sau lần giảm lãi suất này, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để có thể tồn tại và phát triển. Ngân hàng Nhà nước điều hành theo hướng là giảm thấp một bước cái lãi suất huy động cũng sẽ làm cơ sở cho cái việc giảm lãi suất cho vay, vì cái chi phí đầu vào nó giảm xuống thì chắc chắn các tổ chức tín dụng cũng là những nhà kinh doanh thì cũng sẽ có những cái biện pháp để điều hành giảm cái lãi suất cho vay. Tôi nghĩ là đó là một động thái rất tốt của Ngân hàng Nhà nước trong cái việc mà hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là những cái hỗ trợ mang tính trực tiếp, có nghĩa là sẽ giảm ngay cái chi phí lãi vay của đơn vị để phục vụ cho việc xuất khẩu. Bên tôi, một đơn vị mà dùng cái lượng vốn lưu động rất lớn, cái điều này thì cũng làm giảm cái chi phí và nó sẽ tăng được cái năng lực cạnh tranh. Giảm lãi suất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn trì trệ như hiện nay là điều đáng mừng. Tuy nhiên, điều mà khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay không phải là lãi suất sẽ giảm bao nhiêu, mà là giảm được trong bao lâu. Nhiều doanh nghiệp khi đi vay thì mức lãi suất vô cùng lý tưởng, nhưng sau một thời gian ngân hàng tăng lãi suất lên cao, khiến cho các doanh nghiệp không kịp trở tay, thậm chí còn thua lỗ nặng. Cái lãi suất không phải là vấn đề chỉ là giảm bao nhiêu, mà vấn đề là cái mức giảm nó được giữ đến bao nhiêu rất quan trọng. Vì nhiều khi họ vay năm nay thì vậy, nhưng mà mấy năm sau đột nhiên tăng thì cái đó trở thành cái mối lo ngại. Cho nên là cái cam kết về cái lãi suất thấp, đồng thời cái thời gian cũng rất là quan trọng. Cái giảm rất là tốt và ai cũng muốn được giảm. Nhưng mà liệu cái giảm đó nó được trong bao lâu? Và liệu cái giảm lãi suất này nó có lặp lại giống như là cái giảm hỗ trợ lãi suất năm 2009 mà chính phủ có một cái gói hỗ trợ mà lãi suất vay vốn 4% cho các doanh nghiệp ấy?
chúng tôi rất là sợ, bởi vì cái đấy giống như là rất nhiều doanh nghiệp bị rơi vào cái bẫy lãi suất hồi đó. Năm 2009 rất là phấn khởi hồ hởi là được chính phủ hỗ trợ lãi suất, coi như là mạnh dạn là thậm chí là đầu tư, mở rộng đầu tư. Qua năm 2009 mà phát sang 2010 với 2014, 2012 lãi suất cứ từng bước leo thang, đỉnh điểm nó có lúc là lên 26,5, 27, thậm chí có ngân hàng là chắc lên 27,5, 28%. Về cái rơi vào cái bẫy lãi suất như thế cho nên là rất là dè dặt và cũng vừa làm vừa nghe ngóng. Khi vay thì bao giờ cũng ở cái mức là hấp dẫn, nhưng sau một thời gian, chắc là cái quy định của ngân hàng thôi, từ 3 tới 6 tháng, thường là sau 6 tháng thì cái mức lãi suất đấy nâng lên và lúc bây giờ doanh nghiệp là cũng không trở tay kịp nữa. Và cũng nhiều khi là không còn đủ sức để mà vay tiếp và không có cái tiền để mà trả lại được ngân hàng. Dẫu biết rằng ngân hàng nhà nước không quy định trần lãi suất cho vay mà dành quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng trong việc xem xét sức khỏe tài chính và khả năng hoạt động của khách hàng. Việc lãi suất huy động giảm là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hơn ai hết, doanh nghiệp cần được cung cấp một lộ trình giảm lãi suất một cách có cụ thể để có thể chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế là công ty chúng tôi cũng xuất từ cũng đã dự định là mở rộng sản xuất từ năm ngoái, từ đầu năm ngoái, nhưng mà cứ lần trần mình không dám quyết, mình không biết là liệu cái lãi suất này nó sẽ được giữ cái lãi suất mà 7-8% hay là dưới 10% trong bao lâu. Chúng tôi cũng mong rằng là nếu như mà được ấy, thì chính phủ cho một cái lộ trình hoặc là ngân hàng nhà nước có một cái chính sách cụ thể hơn về hạ lãi suất, ví dụ giảm thì giảm như thế nào và giảm trong bao lâu, liệu cái lãi suất giữ được trong bao lâu. Nếu không thì doanh nghiệp cũng chỉ xác định là chỉ vay vốn ngắn hạn thì không bao giờ dám đầu tư. Ngay sau khi ngân hàng nhà nước chính thức giảm lãi suất cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên đã được các ngân hàng thương mại lớn như BIDV, Agribank giảm xuống còn tối đa là 8% trên năm. Với các khoản vay thông thường, các ngân hàng vẫn giữ ở mức trần là 13% trên năm và với các khoản vay ngắn hạn dưới 6 tháng, không quá 9,5% trên năm. Tuy nhiên thì lãi suất thực sự giảm và giảm như thế nào thì còn tùy thuộc rất nhiều vào chính sách của các ngân hàng hay sức khỏe tài chính của mỗi doanh nghiệp. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 13 tháng 3, tín dụng của toàn hệ thống vẫn giảm hơn 1%, trong khi đó thì huy động vốn của hệ thống ngân hàng lại tiếp tục tăng 1,92%. Sự trái ngược nhau giữa hai con số huy động và cho vay đã khiến dư luận không khỏi lo lắng, bởi tính đến thời điểm này, rất nhiều biện pháp điều hành lãi suất đã được mạnh tay thực hiện, nhưng dường như hiệu quả của nó lại không thật sự như mong đợi. Giảm lãi suất có đủ để giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hay không? Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời trong phóng sự sau. Trước động thái hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, có khá nhiều ý kiến cho rằng việc giảm lãi suất huy động sẽ là động thái tích cực để nhà băng cắt giảm chi phí vốn vay trong bối cảnh cho vay khó khăn, qua đó kích thích doanh nghiệp vay vốn. Hầu hết các ngân hàng thương mại khi được hỏi đều khẳng định sẵn sàng cho vay với lãi suất thấp để kích thích tăng trưởng tín dụng. Thì rõ ràng là trần lãi suất huy động giảm thì sẽ kéo cái lãi suất cho vay giảm theo. Và như vậy thì ở một mức độ nào đó nó sẽ có tác động để mà khuyến khích cái người dân cũng như là doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn để mà đầu tư sản xuất kinh doanh cũng như là tiêu dùng. Chính vì vậy thì SCB đang có những cái gói tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân. Đồng thời là chúng tôi cũng sẽ xem xét cách giảm lãi suất cho vay đối với các cái khách hàng hiện hữu phù hợp với cái tình hình lãi suất đầu vào của SCB. Bên cạnh đó, ngay sau khi có quyết định hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đã họp với 60 ngân hàng thương mại để triển khai chương trình kết nối cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy rằng là đối với 5 lĩnh vực ưu tiên mà thống đốc quy định là bắt đầu từ ngày hôm nay có cái mức trần lãi suất là 8% đó, thì nhiều ngân hàng cũng quy định là nhiều lĩnh vực khác mà họ cho vay đó thì cũng có lãi suất lại là từ 8% trở xuống thôi. Và thậm chí một số doanh nghiệp có cái năng lực về tài chính thì họ cũng gọi là có thể hưởng lãi suất là mức khoảng 5-6%. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc lãi giảm lãi suất đợt này đáp ứng được cái kỳ vọng của các ngân hàng trong cái việc giảm thấp cái chi phí của mình, đồng thời trong đó để tiếp tục giảm cái lãi suất cho vay để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trước những kỳ vọng về việc hạ lãi suất sẽ giúp tăng trưởng tín dụng, ông Nguyễn Đức Đồ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính cho rằng
việc hạ lãi suất sẽ là một trong những yếu tố tác động tốt cho tăng trưởng tín dụng, bởi khi lãi suất cho vay giảm sẽ kích thích các doanh nghiệp vay vốn, từ đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vốn đang âm như hiện nay. Song lãi suất không phải là yếu tố chính mà còn nhiều yếu tố khác tác động đến tăng trưởng tín dụng. Trong đó sức khỏe của doanh nghiệp vẫn được quan tâm hàng đầu trong quan hệ tín dụng. Có hai cái yếu tố chính tác động mạnh đến cái tăng trưởng tín dụng. Thứ nhất là cầu của nền kinh tế. Chỉ khi cầu của nền kinh tế được cải thiện thì doanh nghiệp mới có cái nhu cầu để vay thêm. Cái thứ hai là cái rủi ro của cái việc cho vay, nó liên quan đến việc cung tín dụng. Chỉ khi nào mà nợ xấu được giải quyết một cách triệt để thì lúc đấy cái rủi ro của cái việc cho vay nó mới được giảm bớt, và lúc đấy ngân hàng mới sẵn sàng cho vay. Hai yếu tố về cung và cầu này là hai yếu tố quyết định đến cái gọi là tốc độ tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện nay. Còn lãi suất theo tôi nghĩ nó cũng có những tác động nhất định nhưng mà không phải yếu tố chính. Như vậy, hạ lãi suất mới chỉ là một trong những biện pháp giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp tăng trưởng kinh tế. Kèm theo đó phải có các giải pháp hỗ trợ như giảm thuế, chính sách đầu tư công, giải quyết nợ xấu đến những chương trình bảo lãnh tín dụng thì mới có thể đẩy doanh nghiệp ra khỏi tình trạng trì trệ, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là 12-14%. Từ cuối năm 2011 cho tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần tiến hành giảm các mức lãi suất chủ chốt. Trần lãi suất huy động đã giảm từ 14% một năm xuống còn 6% một năm. Mặt bằng lãi suất cho vay cũng đã giảm hơn một nửa so với mức đỉnh điểm trên 25%. Với điều kiện kinh tế vĩ mô và tình hình lạm phát hiện nay, liệu còn có dư địa để nhà điều hành tiếp tục giảm lãi suất hay không? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để có góc nhìn đa chiều về vấn đề này. Sự ngược nhau giữa con số tăng trưởng của huy động và cho vay toàn hệ thống trong quý 1 năm 2014 được đặt trong bối cảnh diễn biến lãi suất đang có xu hướng giảm, được nhiều người xem là một nghịch lý. Tính đến ngày 13 tháng 3, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống giảm 1,05%, trong khi tăng trưởng huy động đạt trên 1%. Chi phí tài chính đã giảm, nhưng dường như các doanh nghiệp vẫn không mặn mà với nguồn vốn vay của ngân hàng. Do đó, theo chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu, với tình hình sức cầu nền kinh tế còn yếu, doanh nghiệp ngại đi vay, có lẽ lãi suất sẽ tiếp tục được hạ trong thời gian sắp tới. Tôi nghĩ rằng cái dư địa cho giảm lãi suất cho vay có dư địa để mà giảm. Tại vì từ đầu năm cho đến bây giờ như chúng ta biết đó, tổng nguồn huy động tăng trưởng đâu đó vào khoảng độ 2%, trong khi mà tăng trưởng tín dụng thì lại âm 1%, nó đi ngược lại. Các ngân hàng thì huy động tốt, tăng 2% từ đầu năm cho đến bây giờ, trong khi thì tín dụng thì lại giảm 1%, trừ 1%. Thì đây là một cái hiện tượng có lẽ không tích cực cho nền kinh tế. Thế thì cái nguyên nhân như thế nào thì chắc chắn là mọi người cũng thấy rõ, là vì cái tổng cầu của chúng ta quá yếu đi. Thành ra các doanh nghiệp họ có muốn vay thì họ có thể vay được, họ cũng không vay. Các ngân hàng ôm vốn vào mà không sử dụng được thì chắc chắn là họ sẽ phải giảm cái chi phí dư vốn bằng cách là kéo cái lãi suất huy động xuống. Lãi suất giảm thêm nữa thì doanh nghiệp, hạt nhân cho sự phát triển của nền kinh tế, càng có thêm cơ hội khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, có giảm thêm được nữa hay không thì cũng còn phụ thuộc vào yếu tố lạm phát. Lạm phát năm 2013 là 5,3% và dự báo năm nay ở mức 6%. Như vậy, lãi suất huy động đã giảm về mức lạm phát mục tiêu. Mức mà nếu lãi suất huy động rơi xuống dưới ngưỡng này, người gửi tiền sẽ không đảm bảo được lợi nhuận dương. Là lãi suất hiện nay nó không bị âm và cũng không dương nếu như mà nó duy trì ở mức độ là 6%. Và đấy tôi nghĩ rằng cũng là một cái mức độ hợp lý cho cả người dân và cả doanh nghiệp. Ví dụ hiện nay là chúng ta đang trở về lãi suất rất là thấp, thời điểm 2005-2006, thậm chí còn thấp hơn. Cái thứ hai là lãi suất đầu ra hiện nay các ngân hàng đang duy trì cho vay ngắn hạn. Theo chúng tôi có được số liệu nó khoảng độ từ 6 cho đến khoảng 8,5%. Và trung dài hạn thì đang ở ngưỡng khoảng độ tầm 10-12%. Và mức này tôi nghĩ rằng là nó khá là hợp lý trong cái bối cảnh hiện nay. Tất nhiên là theo định hướng ngân hàng nhà nước, các ngân hàng cần phải tiếp tục cố gắng giảm lãi suất đầu ra. Nhìn vào diễn biến trên thị trường mở OMO vừa qua, chúng ta thấy rằng dấu hiệu trầm lắng thể hiện một cách rõ nét khi tổng khối lượng trúng thầu trên thị trường mở tính từ đầu năm đến giữa tháng 3 năm 2014 đạt gần 72.800 tỷ đồng và đến nay đáo hạn toàn bộ. Đáng lưu ý,
tỷ lệ trúng thầu bình quân qua các phiên khoảng 18% so với tổng khối lượng phát hành, và đây là mức trúng thầu thấp nhất kể từ năm 2009 cho đến nay. Điều này phản ánh tình trạng thừa thanh khoản hiện nay của toàn hệ thống. Do đó, lãi suất cho vay có lẽ sẽ khó giảm thêm trong thời gian sắp tới. Tất nhiên chúng ta sẽ đòi hỏi lãi suất cho vay sẽ giảm hơn nữa cho các doanh nghiệp để họ có thể kinh doanh có hiệu quả, để họ có thể tạo ra những hàng hóa và đầu tư. Điều đó là điều luôn luôn là mong muốn của doanh nghiệp cũng như đó là chiến lược bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, với một cái bối cảnh là nguồn lực của thị trường, với dòng tiền chúng ta, đặc biệt dòng tiền cung tiền của chính phủ cũng chưa phải mạnh, thì chúng ta cũng không thể quá đòi hỏi cái lãi suất cho vay cũng như lãi suất huy động giảm mạnh, mà chúng ta đòi hỏi một cái sự sử dụng nhanh hơn, tích cực hơn vào dòng tiền đó. Cụ thể là một dòng tiền đưa vào sản xuất thì đồng tiền nó phải nhanh chóng biến thành hàng hóa, nhanh chóng bán được và nhanh chóng quay về. Với những ý kiến trái chiều trên, có thể thấy rằng việc xác định được còn dư địa giảm lãi suất hay không sẽ còn phụ thuộc vào diễn biến sắp tới của nền kinh tế. Tuy vậy, hy vọng rằng Ngân hàng Nhà nước cũng như hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán về vốn, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.